À, xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Em còn ít mẫu máy tầm trung. Bác nào có nhu cầu alo em nhé. Chủ yếu là hai lô máy hàng lướt đã qua sử dụng, hàng trưng bày, hàng lướt nhé, còn nguyên hộp hoặc còn đẹp. Bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Số điện thoại em để bên dưới video, địa chỉ em để bên dưới video nhé, hoặc em để phần trên phần mô tả một số điện thoại nhé. Đầu tiên này, em có mẫu máy Shimano Ultega XT 10.000. Thì đối với những mẫu máy như này phù hợp cho anh em câu lục, rồi câu biển hoặc là đánh cá lớn thôi. Mẫu máy 10.000 Ultega của Long. Xuất xứ là made in Japan này. Japan này. Nói chung những dòng này phù hợp, thứ nhất là phù hợp cho anh em ngoài miền Bắc câu lục này, chúng ta câu lục nhé. Đấy, còn anh em ở các vùng miền khác thì dụng câu biển. Đấy, cái này câu biển rất là ok, tải mắc cái con này 20 cân, rất là trâu bò. Hoặc là cho anh em miền Nam Ben Cá Tra, nhưng Ben Cá Tra thì chơi những dòng này thì phải là hạng nặng. Đấy, ít khi các bác chơi những dòng siêu hạng nặng này, hạng nặng này cho bác đánh biển thôi. Đánh biển với lại câu lục là hợp lý nhất. Bạn nào có nhu cầu alo em nhé. Hình thức ngoại hình thì là có xước xác theo thời gian nhưng không đáng kể. Đây. Có chày nhé. Hàng lướt mà, hàng qua dụng thì những cái vết xước này thì là không tránh được rồi. Giá máy này là 3 triệu anh em, giá 3 triệu. Tương tự như vậy em cũng có một mẫu vẫn giống hệt như con đầu tiên, cũng là Shimano Ultega 10.000. Xuất xứ đều sản xuất tại Main Japan ấy nhé. Đấy. Hàng chính hãng. Giá đồng giá 3 triệu một máy. Máy rất khỏe, trâu, khỏe. Còn phía trên này em có mẫu máy Shimano Apero hai lô. Con đầu tiên này là hai khối carbon cả, một con tiếp 5, một con tiếp 8. Tại vì 5 và tại vì 8, khối 5, khối 8. Con này thì cả hai khối là đều là carbon. Ưu điểm của khối carbon là giảm trọng lượng của máy, giảm trọng lượng của máy xuống. Đây. Đây. Máy còn rất đẹp luôn, khối carbon anh em nhìn này, còn rất mới. Đây là lô 5 này, đây, thông số của nó đây. Đấy. Những dòng này thì đều tích hợp xả nhanh hết anh em, đều tích hợp xả nhanh hết. Đấy, đều tích hợp xả nhanh hết này. Máy to khỏe, tải mắc 20kg. Đấy. Thích hợp cho anh em câu lục, câu biển. Bác nào có nhu cầu alo em nhé. Đây là con máy thứ nhất nhé, lô 5, lô 8, hai cối. Và đều là cối carbon cả. Đây. Kiểu con Ultega 10.000 này cũng tích hợp xả nhanh hết anh em nhận này. Đây. Những dòng này đều được tích hợp xả nhanh hết. Con máy thứ hai hai cối này thì gồm một lô 3 kim loại và một lô 5 carbon 35. Đều sản xuất tại Main Japan hết nhé. Đây. Đều là hàng nội địa hết. Đồng giá 3 triệu 2 một máy nhé. Đồng giá phía trên này 3 triệu 2. Máy thứ hai này cũng 3 triệu 2 máy nhé. Đấy, hai cối cả. Tải rất là trâu bò. Đồng giá là 3 triệu 2 một máy. Sang máy thứ ba này. Gồm một cối kim loại cối 5. Và một cối carbon cối 8. 5, 8.
Những dòng này anh em săn hàng khủng không phải lăn tăn, đều tải mắc 20 kg cả. Trâu bò khỏe. Đây, Mai Japan này. Còn nên đến hàng cuối cùng, cũng toàn bộ đều là máy hai cối anh em nhé. Thì, con đầu tiên đây. Con đầu tiên này là của con Spinzer xanh, Spinzer xanh XT, Spinzer xanh lô 3, lô 5. Lô 3, lô 5 nhé. Con này giá là 3,4 triệu nhé. Lô 3, lô 5 giá 3,4 triệu. Con này 5 bạc đạn nhé, 5 bạc đạn, 4 bạc chuyển động, 1 bạc không trượt. Tương đương với size máy 8-10 ngàn. Size máy 8-10 ngàn, từ 6-10 ngàn, trong khoảng đấy thì tính size nào cũng được. Tính là 6 ngàn được, tính 8 ngàn được, mà tính 10 ngàn được. Thì nó hai cối, một cối 3, một cối 5 nhé. Đây, cối 3 đây, thông số của nó đây. Đấy. Và hai cối là đều hai cối kim loại cả. Còn bên trên này chúng ta thấy còn ba máy đều là cối màu vàng cả. Ba con máy này thì đều là máy Spinzer SD35, tương đương với size 12-14 ngàn. SA Spinzer SD35 sản xuất tại Malaysia. Gồm có hai cối nha mọi nhé. Một cối 3, một cối 5. Đấy, cối trên máy là cối 5 này. Cối ngoài là cối 3 này. Đấy. Cối đây cối siêu lông nhá, siêu lông này. Áp dụng công nghệ X-Ship, con này cũng làm mặc đạn nhé, làm mặc đạn. Có một con nguyên hộp này, một con nguyên hộp và còn lại ba hai con này. Đấy. Thì hình thức còn khá là đẹp. Trên máy định có một vài vết xước nhưng không đáng kể. Thì hai con không có hộp này giá là 4,6 triệu một máy. Còn con Sub Aero Spinzer SD35 này có hộp là 4,7 triệu một máy nhé anh em này. Còn đầy đủ giấy này, lòng đen, nói chung tất cả thần tật, đầy đủ nguyên hộp luôn. Thì con nguyên hộp này là giá 4,7 triệu. Còn hai con không hộp kia là 4,6 triệu nhé. 4,6 triệu một máy. Còn con nguyên hộp này là giá 4,7 triệu này, với thông số đây. Tiếng động là 3.5.1. Đây. Trọng lượng là 630 gram, 5 bạc đạn, 4 bạc chuyển động, 1 bạc chống trượt đây. Đây, sản xuất tại nhà máy Simolo đặt ở Malaysia đây mà. Đấy, đồng. À, hai con kia là giá là 4,6 triệu một máy này, và con nguyên hộp là 4,7 triệu một máy nhá. Đấy, anh em nào thích dòng cối siêu lông size 12-14 ngàn thì liên hệ nhá. Đấy, bắt đầu có nhu cầu alo em nhé, số điện thoại em để bên dưới video, địa chỉ em để bên dưới video nhé, hoặc em để một số trên tiêu đề video ấy. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video nhá. Đây là hàng của bạn Nông Thái Học ở Yên Thế, Bắc Giang. Tiếp theo là hàng của bạn Bế Thanh Hoàng ở Phú Lương, Thái Nguyên. Còn đây là hàng của bạn Tùng ở thành phố Nam Định. Tiếp theo là hàng của bạn Lê Minh Tuấn, thành phố Hà Nội.
Nên là hàng của bạn Nguyễn Thành Long ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tiếp theo là hàng của bạn Vũ Trí Quang, Kon Tum. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Văn Kha ở Gia Lâm, Hà Nội. Đây là hàng của bạn Đặng Văn Phú ở Lý Nhân, Hà Nam. Tiếp theo là hàng của bạn Nguyễn Văn Phong, thành phố Hải Dương. Còn đây là hàng của bạn Dương Nhung ở Thạch Thất, Hà Nội. Đây vẫn là hàng của bạn Nguyễn Văn Phong ở thành phố Hải Dương. Còn đây là hàng của bạn Trương Đức Tám ở Hương Hà, Thái Bình.